Hôm nay thì mình sẽ review này này review cái gimbal y như hình luôn đó. Gimbal này có tên là Vlog Pocket. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người cái ở trong nó có gì và cái test thử luôn ha. Bây giờ thì là buổi tối rồi cho nên là cũng cái ánh sáng nó khá là hạn chế, nhưng mà vẫn còn nhìn thấy được ha. Đó. Mở hộp ra, đây là cái gì đây nè, China, America, Japan, tịt kingdom vậy nè. Nói chung mình dốt tiếng Anh lắm, cái này toàn tiếng Anh không đưa cho Việt Nam làm gì trời. Thôi dục nó qua bên đi. Rồi cái gì đây, Vlog Pocket là cái tên của cái gimbal này. Nó sẽ nó có cái này coi như là cái hướng dẫn sử dụng. Đây. Mình coi coi. Nè, nó hướng dẫn nè. Toàn là tiếng Anh thôi. Cái này chắc là đồ nhập khẩu. Cho nên là không có tiếng Việt nhá. Sử dụng thì mày mò thôi, chứ cái này thì mình cũng không có tiếng Việt. Nè, cái này mình mua của Vũ Nhật Camera. Đó. Này là giấy bảo hành. Rồi, bỏ qua mấy cái này đi, vô cái chính đi. Ok. Mình vừa mới thay cái nền để cho nó dễ nhìn hơn ha. Rồi, lại. Cái này là cái chân của cái gimbal. Tẻ ra. Cái này thì bằng nhựa thôi. Rồi, cho ở đây đi. Ở dưới. Này là một cái cáp sạc bình thường. Rồi cái gì nữa đây? Cái túi. Túi làm gì? À hiểu rồi. Cái túi này là để đựng cái này nè, tại vì nó nhỏ gọn ấy, cho nên khi mà ai mà không có thể không mang cái hộp này đi nè thì có thể bỏ vô cái túi này. Cũng hay. Rồi. Vô phần chính. Đó. Rồi hết nha. Cái này đơn giản nó vậy thôi, cho nên vì nó tối ưu ấy cho nên là nó không có cái hộp mà kiểu cái hộp cứng đâu. Cái này chỉ là hộp mút thôi. Nè. Bằng bàn tay luôn, nhỏ tí xíu. Và cái này là gimbal cho điện thoại đó. Rồi. Bây giờ thì thật ra thì mình chưa biết sử dụng cái này. Mình chưa mua bao giờ. Đấy, nhưng mà mình có xem trên mạng người ta review rồi cho nên là cũng biết một chút, là khi mà gỡ cái này ra là mình mở khóa. Đó, mở khóa này ha. Rồi, bật lên. What the hell, sao không lên? Rồi, lên rồi. Đó. Giờ thì nhìn giống cái cây gimbal bình thường chưa? Cái này thì mỗi cái nó đều có cái khớp nha. Nè, ở đây nè. Khớp này. Đó, chốt vô. Còn khi mà mình xài ấy, nè, mở ra. Đó, cái khớp. Một khớp. Đây có khớp nữa nè. Khớp dưới đây ha, đây nè, nó nằm đây nè. Khớp vô nè.
Đó, cứng. Rồi mở ra. Đó. Còn đây đây một khớp nữa. Những cái khớp này là để mình cố định nó lại, để khi mà mình cắt nó đi nó không có bị rung lắc. Cũng khá là tiện. Rồi, còn cái này trên này là cái để điện thoại. Mọi người chú ý nha. Cái này là nó phải nằm ở trên. Đó, nó nằm ở trên như thế này nè. Chứ không có để lộn ngược lại như thế này. Đó, lộn. Cái chữ này nó phải ở trên là block pocket này. Đó, như vậy nó mới là đúng này. Vừa rồi thì cũng hướng dẫn khá là chi tiết rồi. Nhỏ gọn. Bây giờ cúp vô này. Nhớ là chỗ này có cái khóa nè. Đó, nhưng mà mình mở ra cái độ mình muốn rồi này, mình chốt nó lại để cho nó không có bị cục nữa. Khi mà mình muốn chỉnh cái này, cái độ cong của nó là thì mình lại mở ra. À đây, nè, được rồi nè. Đó, dài. Gọn đấy chứ. Rồi, bây giờ mở ra chốt lại. Nhớ là phải mở những cái chốt này ra ha. Nè, chốt này. Chốt. Và bây giờ mình gắn điện thoại và mình test ha. À, một điều nữa là khi mà mình lúc mà mình gắn vô là nhớ phải giữ cho cái điện thoại nó cân nó nằm chính giữa ha. Đó. Rồi. Mình giữ nè. Cái này thì nó không không cân, mình phải chỉnh lại. Sao nó cứ xoay xoay thế nào nhỉ? Cũng lần đầu mình xài cho nên là cũng khá là ngượng nghịu. Nè. Biết chỉnh cân làm gì không? Cân là để cho nó đỡ tốn pin nha. Máy nó chạy nó đỡ tốn pin. Sao mà không cân vậy? Chỉnh lại chút xíu nữa. Rồi như vậy thì cũng nè, khá là cân rồi. Bây giờ mình khi mà mở lên ấy, thì nó có cái nút này nè, đây có hai cái nút. Giờ mình ấn vào nút khởi động của nó ha, nè. Giữ im cái nút đó là tự động cái máy nó quay về, nó sẽ thẳng đứng với lại cái chiều này. Khi mà mình muốn nó còn có một cái chế độ là quay dọc. Khi mà mình muốn quay dọc thì mình ấn hai lần. Đó. Rồi bây giờ mình muốn nó quay ngang trở lại thì mình lại bấm hai lần nữa. Đó. Khá là hay chứ. Rồi đây ở đây thì nó có một cái nút, ở đây có một cái nút đó là nút chụp hình nè. Đó thì để xài được cái nút chụp hình này thì mình phải cài cái ứng dụng gì đó, quần què gì đó, để mình cài vô điện thoại, xong rồi nó kết nối Bluetooth với lại cái điện thoại này, xong rồi mình cài vô với nhau, xong rồi khi mình ấn cái này thì ở trên đây nó tự động chụp hình. Nhưng mà mình nghĩ là mình không cần cái này nha. Mình không cần cài ứng dụng luôn. Cái chính mà khi mà mình mua cái này là để giúp cho mình chống rung thôi. Nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử nè. Đó. Lên xuống nè. Trái phải. Lên xuống. Đó. Thì cái những cái trục này nó sẽ giữ nè, kim re nè.
điện thoại của mình sẽ bớt rung. Rồi bây giờ mình sẽ test thử thực tế xem nó như thế nào. Đây là chế độ đi bộ ha. Nè, đi bộ. Đó. Cái khung thì nó vẫn giữ nguyên nha, chỉ có cái thân mình là có cái người mình là nó sẽ luôn luôn di chuyển. Nè đó, thấy chưa? Rất là êm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chạy bộ xem, mình thử chạy coi nó có rung không hả. Chạy nè. Đó. Chạy thì cũng vậy ha. Chạy thì cũng chỉ có khung cái người mình thì nó di chuyển thôi, còn cái khung nó vẫn y nguyên. Khá là tiện lợi ha, đi ở ngoài đường thì nó sẽ không có lo bị dập sóc nữa. Nè, khung hình. Đó. Được đấy chứ. Rất là tiện cho những ai làm vlog mà kiểu đi ngoài đường ấy. Khá ngon đấy. Vừa rồi thì mình cũng mới cái trải nghiệm sơ sơ qua cái gimbal này. Nói chung là cái này nó sẽ hỗ trợ cho mình cái việc mà khi mà mình quay nó chống rung rất là tốt. Mình chỉ nói về cảm nhận của mình đối với cái này thôi nha, còn cái chuyện mà so sánh thì mình hoàn toàn không biết, tại vì đây là lần đầu tiên mình mua, lần đầu tiên xài cũng là lần đầu tiên mua luôn. Thì với các bạn nào mà có đam mê quay phim bằng điện thoại đó, thì các bạn cũng nên mua một cái này, gọi là cái phụ kiện chống rung, khá là có ích đấy. Mình cũng xin dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.